Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Thưa quý vị và các bạn, để biết trước những gì xảy ra với mình trong tháng 7 này, quý vị cần phải xem tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 7 âm lịch. Đây chính là phương pháp chính xác, khoa học và lý giải cặn kẽ và logic nhất về vận hạn của tất cả con người. Ngoài việc xem cho mình, bạn cũng có thể nắm được vận hạn của bạn bè và người thân. Khi xem tử vi cho tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 7 âm lịch này, bạn sẽ nắm bắt được cuộc sống của chính mình về các mặt như tiền bạc, công danh, sự nghiệp cũng như tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Qua đó sẽ giúp bạn có được những bước đi vững chắc trong tương lai của chính mình. Sau đây sẽ là phần luận giải về lá số tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 7 của thầy Gia Cát. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe, theo dõi để nắm bắt được bức tranh tổng quan vận hạn của mình cũng như phương pháp hóa giải giúp cho quý vị tăng cường tài lộc, sức khỏe cũng như gia đạo. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm nhé. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 mệnh lộ bằng thổ, là người có tâm địa hiền lương, ý chí có trách nhiệm cao, vẻ bề ngoài mềm yếu nhưng nội tâm mạnh mẽ và cứng cỏi. Họ thích lập sẵn kế hoạch trước khi làm bất kỳ điều gì. Ước mơ của tuổi Tân Mùi là tự mình gây dựng cơ nghiệp, nhờ vào tài năng và quyết tâm của cá nhân, họ hoàn toàn có thể biến điều này trở thành hiện thực. Tân Mùi sinh năm 1991 là con người của sự chí khí, cởi mở, có số lập nghiệp cơ đồ, hưởng vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, để được đắc lộc thì Tân Mùi thường phải trải qua sự khổ trước, sướng sau. Vậy nên đây là một trong những tuổi dễ gặp nhiều tai ương vất vả, lên voi xuống chó trong những giai đoạn đầu đời. Sự nghiệp của Tân Mùi tháng này khá ổn, trong quá trình làm việc ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực thì các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Tân Mùi tháng này ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Tân Mùi phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ bởi vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho việc tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, Tân Âm Kim gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi trong tháng này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết làm phật lòng những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tuổi Tân Mùi trong tháng 7 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc không linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút. Chính vì vậy, dành nhiều thời gian cho công việc mà con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù. Những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra cách giải quyết vấn đề, có như vậy mới có thể bình tĩnh xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học hành, bạn cũng sẽ có được những bước tiến nhất định. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng 7 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Tân Mùi không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này càng căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào các công việc làm thêm, cũng sẽ kiếm thêm được một khoản dư đôi. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi của mình ra để đền bù.
cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho mọi việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Tân Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 7 âm lịch năm 2022 âm lịch là lúc mà tuổi Tân Mùi sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của riêng mình mà quên hết việc xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm, khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 7 năm 2022, tức ngày 4 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp kỷ sửu, có nạp âm phích lịch hỏa. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp tân sửu, có nạp âm ốc thượng thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Quý vị gia chủ cũng nên chú ý tới sức khỏe và tiêu tiền tiết kiệm. Các ngày tốt đối với những người tuổi Tân Mùi trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 7 năm 2022, tức ngày 9 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp giáp ngọ, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 7 năm 2022, tức ngày 21 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp bính ngọ, có nạp âm thiên hà thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Tân Mùi 1991 trong tháng 7 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta có hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với rất nhiều thành công và may mắn.
Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống này. Hãy vững vàng, tiến bước lên và hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.